Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mạch chuyển đổi điện áp từ 12V DC sang một cái mức nguồn cộng trừ 40V mà nó ứng dụng ở trong loa kéo hoặc trong những cái đài ô tô nhiều các bạn nhé. Bởi vì trong vấn đề là khuếch đại công suất ấy, cái nguồn cộng trừ ấy, 40V hoặc có mạch thì nó chỉ rơi vào khoảng 25-26V thôi, cộng trừ 25-26V thôi. Thì cái nguồn cộng trừ đấy nó đưa vào phần công suất thì nó hoạt động, nó mới cho cái công suất lớn được ở loa mọi người nhé. Nên mình khi mình sửa những cái loa kéo hoặc những cái đài ô tô ấy, mình thấy ứng dụng cái mạch này nhiều. Thì đây, như vừa chiều rồi mình vừa sửa một cái loa kéo này, các bạn để ý đây, cái lõi bên trong của nó này, thì chúng ta để ý nhá, thì nó cũng sử dụng con IC đấy để dao động, tạo ra chuỗi trung dao động để kích một cái biến áp. Đây trông như cái biến áp, biến đề là một cái biến áp xuyến mọi người nhé. Thì trong sơ đồ cái biến áp nó chính là cái biến áp này này mọi người này. Còn nó sử dụng là thông dụng là con IC là TL494. Thì con IC TL494 này nó sẽ tạo ra xung dao động để đóng ngắt, để kích mở hai con móc phét công suất để nó biến cái năng lượng biến thiên ở một cái quận làm việc chính này. Thì bắt đầu bên quận thứ cấp ấy, ta sẽ thu được điện áp cảm ứng và nó sẽ chỉnh lưu ra được là cái nguồn cộng trừ 40V ấy. Bởi vì cái mạch này, cái nguồn cộng trừ 40V này nó sẽ đưa cho cái mạch khuếch đại công suất. Như cái loa kéo này mình đang sử dụng ấy, thì nó chạy một con IC, trên miếng nhôm to này. Nhưng một số mạch ấy nó sử dụng sò đẩy kéo mọi người nhá. Vấn đề nguồn cộng trừ là rất là hay sử dụng trong các mạch khuếch đại âm thanh âm ly mọi người ạ. Thì chúng ta để ý này, trên cái mạch này nhá. Mạch nó sẽ là với những cái loa kéo ấy, hoặc là những cái đài ô tô ấy, thì là nó sẽ sử dụng cái nguồn 12V của ắc quy mọi người ạ. Thì cái nguồn 12V của ắc quy đấy, nếu mà nó đưa vào những con IC khuếch đại công suất thì là nó sẽ tín hiệu, cái phần công suất nó không thể lớn được, mà nhà sản xuất họ sẽ muốn công suất lớn, đưa ra loa lớn ấy, thì họ sẽ chuyển đổi cái điện áp 12V này thành một cái mức điện áp cộng trừ đối xứng để đưa vào mạch công suất nhá. Thì cái mạch này nó làm được như vậy. Nó sẽ sử dụng con IC rất là thông dụng từ thời ngày xưa là con TL494. Con này nó cũng hay sử dụng trong các nguồn tổ ong các bạn ạ. Con IC này nó sẽ có một cái chân là chân 5, là chân mắc tụ điện CT đấy, và chân 6 là lắp điện trở. Thì tụ điện và điện trở tại chân 6 mắc máy mát này ấy, thì nó sẽ quyết định cái tần số làm việc của cái con IC TL494 này nhá. Thì thông thường trên cái mạch này với cái chỉ số con C3 và RH3 này này, nó như thế này thì là cái tần số hoạt động của cái mạch này nó rơi vào khoảng 45 kHz. Thì đầu tiên cái nguồn điện ắc quy này này, từ đây này, dương thì nó sẽ phải đi qua cầu chì để mạch nó có sự cố nó sẽ cháy mọi người nhé. Rồi nó sẽ đi qua một cái cuộn lọc. Diode này là diode chống nắp ngược cực thôi, tức là khi mà chúng ta nắp ngược cực ắc quy ấy vào loa kéo ấy, thì có thể là cái diode này nó thông để nó cháy cầu chì, nó bảo vệ mạch phía sau không hỏng. Tụ lọc này, cuộn L1 là lọc này, sau lại tụ lọc tiếp này. Thì đó là cái nguồn dương 12V ấy, nó đi tới điểm giữa của một cái quận làm việc chính nhá. Nó sẽ, tóm lại chúng ta sẽ hiểu ấy, nó là hai cái quận và được quấn ra một điểm chung ở giữa, thì như vậy là hai quận nó sẽ là ngược nhau mọi người nhá. Và cái điện áp 12V này sau khi nó đi qua hai quận này, nó đi tới chân D của hai con móc phét công suất. Thông thường mình hay thấy họ sử dụng ấy là sử dụng con IRF3205, và con một số mạch thì nó sử dụng con IRF Z44. Thì bởi vì nó chạy cái nguồn 12V DC thôi nên cái hai con này nó có thông số là nó chịu điện áp mắc là 55V, và dòng điện chịu đựng của nó là cũng khá là cao. Như cái bo mình vừa mới sửa ấy, thì nó sử dụng là 4 con cơ các bạn nhá, để nó tăng công suất lên thôi, bởi cái mạch nó kéo đấy công suất nó lớn. Đây này, mình cho mọi người tham khảo này. Cái biến áp của nó đây nhá, và nó có một cái giải như con móc phét 35 3205 ở dưới này mọi người này. Nó sử dụng 4 con liền. Thì như vậy là cái điện áp dương sẽ đến tận chân D của các con móc phét này. Thì con IC TL494 này khi được cấp nguồn đấy, nguồn của nó sẽ đi theo cái đường này, đi qua con điện trở 27 ôm này này, được tụ lọc này. Nó đi vào chân 12 là chân VCC, thì bắt đầu nó sẽ làm việc, nó sẽ hoạt động mọi người nhé. Nó sẽ có điện RC và CT nó sẽ dao động, nó tạo ra riêng con TL494 này nó tạo ra hai chuỗi xung ngược nhau. Do đó mà trong các nguồn tổ ong nó cũng hay sử dụng mọi người ạ.
nó sẽ tạo ra hai chuỗi xung ngược nhau, đó là ở chân số 10 và chân số 9 nhá. Ở trên mạch nó ghi là E1, E2 thôi. Cái mạch này thì mình cũng tải trên trên mạng thôi mọi người nhá. Thì hai cái chuỗi xung tại chân 9, chân 10 nó sẽ đi ra ấy, là nó là hai chuỗi xung ngược nhau. Thì tức là giả sử như chân số 9 đưa ra điện áp mức cao để cho con trên mở ấy, thì con dưới đưa ra điện áp mức thấp để con dưới khóa mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ chia nó ra như thế này nhá. Khi mà con TL494 nó tạo ra chuỗi xung ấy, với chân 9 là điện áp cao thì tương đương với là chân 10 của nó là điện áp thấp. Điện áp thấp ở đây nó chính là nối với GND mọi người nhá, nối với mát nhá. Thì điện áp cao, điện áp dương ở đây này, tại chân 9 này nó đưa ra, nó đi qua điện R4D1, nó đi vào điện áp cao đấy, nó đưa vào chân G của con MOSFET này. Thì con MOSFET này sẽ mở thông DS mọi người nhé, nó sẽ mở thông DS. Thì đồng thời nó sẽ có một cái dòng chảy từ dương 12V này đi theo chiều đi lên trên nhé, ở cái quận trên nhé, đi từ D sang S để đi về âm của AQ về mát này mọi người nhé. Và tiếp theo ấy là do chân 10 của nó là đang được nối mát, do đó mà con chân G con MOSFET này ấy, chân chân 10 này được nối mát, tức là ở điện áp thấp thì tương đương với là con BC con chan thuận này này, điện áp chân B của nó mức thấp thì nó sẽ mở thông, nó mở thông từ E sang C thì tương đương với là chân G của con MOSFET ở dưới này, con Q4 này sẽ được lối thông về mát để cho nó khóa lại. Thì như vậy là lúc này ấy, là dòng điện nó sẽ có dòng chảy trên cái quận này các bạn ạ. Đến nửa chu kỳ tiếp theo ấy, thì con TL494 nó lật lại trạng thái, thì là chân số 9 nó là ở mức thấp nối mát và chân số 10 nó ở mức cao. Thì khi chân số 9 nối mát ấy, thì là nó sẽ khóa con MOSFET ở trên lại. Thì điện đã chân số 9 nối mát tức là mức áp thấp đấy nhá, thì tương đương với cực B của con này ở mức áp thấp, mức điện áp thấp, thì con Q1 này sẽ mở thông từ E sang C, thì điện áp tồn dư trên trên G của con MOSFET vừa mở ấy, nó sẽ được lối, nó được chảy thẳng về mát hết thì để cho con này khóa lại. Đồng thời ấy, thì điện áp tại chân 10 đi ra nó mức cao ấy, thì nó sẽ cũng đi qua con R5D2 này làm con MOSFET ở dưới mở. Con MOSFET ở dưới mở thì tương đương với điện áp 12V tại vị trí này nhá, nó lại chảy qua cái quận ở dưới để đi từ D sang S đi về mát. Như vậy là con TL494 cứ tạo ra hai chuỗi xung ngược nhau ấy, thì nó sẽ có dòng chảy là biến thiên, dòng chảy là ngược ở trên quận trên và dòng chảy trên quận dưới, thì nó sẽ tạo ra từ trường biến thiên trên cái lõi Ferrit của cái biến áp xuyến này này. Thì là bên thứ cấp nó cũng có hai quận, nó sẽ tạo ra điện áp cảm ứng ấy. Vì cái mạch này ấy, nó cũng chẳng cần hồi tiếp gì cả nhá mọi người nhá, bởi vì nó mạch nhà sản xuất ấy, họ tính toán thiết kế ấy, là con TL494 cứ dao động thôi, tạo ra xung nó ngắt thôi, và cái trị số các linh kiện ấy làm cho điện áp đầu ra ta sẽ thu được khoảng cộng trừ 40V, và có thể khi tải nặng nó sẽ tụt xuống chỉ còn có khoảng là 32 33V chẳng hạn, nhưng khi ở chế độ mắc không tải mình đo được luôn nó là 40V mọi người nhá. Tóm lại cái nguồn cấp cho phần công suất này nó không phải là ổn định, nó không phải cần hồi tiếp mọi người ạ, mà nó sẽ được lọc trên các con tụ đây, như cái mạch này nó có bốn con tụ lọc này mọi người này, nó có bốn con tụ này, hai con tụ song song nhau thôi mọi người nhé, để tăng cái dung lượng, để bởi vì khi loa nó mở công suất lớn có thể tiếng trống nó khỏe, nó sẽ ăn dòng nhiều mà, thì là nó có tụ tích riêng. Và phần công suất thì nó không cần ổn định điện áp mọi người ạ, nó vẫn có thể có sự thay đổi biến thiên nhưng mà nó vẫn hoạt động trong ngưỡng mà nhà sản xuất thiết kế, nó vẫn hoạt động được. Thì ở đây mình sẽ nói cho mọi người về cách chỉnh niu ra nguồn cộng trừ 40V nó như thế nào nhé. Thì như vừa rồi ấy, thì cứ con trên mở thì có dòng điện chảy ở cái quận trên, con dưới mở để có dòng điện chảy ở quận dưới, và cái điện dòng điện này nó sẽ là ngược xuôi nhau, thì là cái lõi ferrit của biến áp ấy cũng tạo ra một cái dòng chảy biến thiên ngược nhau. Thì giả sử bên này cũng điện áp chúng ta cũng nó cũng có hai quận và lấy một trung điểm ở giữa các bạn ạ, ở giữa thì chính là GND nhá. Thì giả sử mà nửa chu kỳ mà ở trên nó là dương so với cái quận ở trên này này, ở trên là dương và ở dưới là âm, thì tương đương quận ở dưới thì cũng trên cũng là dương và dưới là âm nhá. Thì dương ở trên này này nó sẽ đi qua con D5, chỉnh niu qua D5 này, được qua con lọc này, được qua con chặn này thôi. Thì như vậy là đã được lọc trên con tụ này, ta sẽ thu được là dương 40V nhé. Và đồng thời lúc này ấy, trên này nó là dương này, thì dương nó sẽ đi ra GND nhé, và nó sẽ đi lọc, đã được lọc bởi con tụ này, nó đi về mát và nó đi qua là cái quận lọc L2 này và đi qua D4 để về âm của nó mọi người nhé. Như vậy là nửa chu kỳ này ấy, thì là quận trên sẽ được chỉnh niu ra điện áp dương 40V và quận dưới được chỉnh niu ra điện áp âm 40V. Thì tiếp theo khi mà nửa chu kỳ sau mà nó lật lại trạng thái, lật lại trạng thái nguồn điện ấy, thì ở đây sẽ là âm, ở đây sẽ là dương,
và quận ở dưới thì ở đây cái này là dương và ở dưới là âm. Thì nếu mà đây nó là dương nhá, thì dương ở đây này các bạn này, dương ở đây các bạn nhá, nó lại đi ra theo cái như này, đi theo chiều đi này và đi qua quận L2 này và đi qua con D6 để đi về âm của nó. Như vậy là nửa chu kỳ này quận ở trên sẽ được chỉnh lưu ra nguồn âm 40V, thì quận ở dưới nó sẽ chỉnh lưu nguồn ra dương 40V đấy. Thì dương ở trên này này, dương ở dưới này chứ, nó lại được đi qua con D3 mọi người nhá, lạp trên con tụ này và đi về mát các bạn nhé, đi về mát. Như vậy là nó là một nguồn chỉnh lưu đối xứng, sử dụng bốn con diode để tạo ra một cái nguồn cộng trừ 40V. Những quận L3, L2 là những cái quận lọc thôi, bởi vì nó liên quan đến nguồn xung, nó có những cái xung điện biến thiên các thứ nên dẫn tới nó có quận mạch lọc thôi mọi người nhé. Thực ra những mình thấy những cái đồ đầy mạch nó không có quận lọc này đâu, chẳng qua là cái mạch này mình đào trên mạng thấy nó có thiết kế có thôi. Ở đây mình cũng nói thêm vài con linh kiện tụ nữa, vài con linh kiện nữa này, tụ C9, C10 này lọc nguồn cho đầu ra rồi. Còn C11 và C12 này thì 100 nano ấy, nó là con tụ 104 thì nó chỉ là dập xung nhiễu thôi nha mọi người nhé. Bao giờ nó có như vậy. Tiếp theo con C5 này 103 này và con R2 này là cũng là lọc xung nhiễu, những cái xung tín hiệu tần số cao ở trên cái quận này và con dưới cũng như vậy để cho mạch nó hoạt động ổn định hơn thôi. Như vậy là cái mạch này nó có cái khác một chút ấy, là cái xung ra đây ấy, là khi xung ra ở mức không ấy là nó được kích mở con Q1 này để làm cho dập cái cực G về mát thật nhanh để cho nó khóa lại để tránh trùng dẫn mọi người ạ. Như vậy là mạch này nó thiết kế khá là đơn giản, nó chỉ là một mạch nguồn xung với cái nguồn điện cái với nguồn sơ cấp nó chỉ là 12V thôi, còn đâu thứ cấp ta sẽ thu được điện áp cao hơn nhưng mà nó lại là nguồn đối xứng. Nó là mạch tăng áp, một mạch nguồn xung tăng áp mọi người nhé. Ứng dụng rất là nhiều trong loa kéo, những cái loa đắt tiền và những cái đài ô tô. Một số đài ô tô ấy, thì mình gặp ấy là cái phần công suất của nó chỉ chạy hai con sò BJT hoạt động chế độ đẩy kéo thôi và nó rất là khỏe, tiếng trống khỏe cực kỳ luôn, bởi vì là nó sử dụng cái nguồn đối xứng này, nó hơn hẳn so với sử dụng cái nguồn đơn chỉ là 12V thôi mọi người ạ. Cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Hy vọng qua video mọi người sẽ xem tham khảo thêm một cái mạch nguồn nữa nhá. Ở trong những cái đài loa kéo, đài ô tô nhá. Chào các bạn.